chào tất cả các em, thầy Đào Quang, giáo viên dạy trực tuyến tại trang khóa học.vietsech.com. Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải một số bài tập trong bài số 11 là bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để giúp các em nắm rõ hơn định luật ôm cũng như là công thức tính điện trở của dây dẫn để các em có thể áp dụng vào một số các bài tập mà các em gặp khi làm bài. Rồi, bây giờ thầy sẽ đi vào bài đầu tiên luôn, là bài số 1. Và chúng ta cùng đọc đề bài. Một dây dẫn bằng nicro dài 30m, tiết diện 0,3mm² được mắc vào điện thế 220V, tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. Rồi, các em đọc xong đề bài chưa? Bây giờ trước khi làm bài thì chúng ta tóm tắt lại đề bài nhé. Tóm tắt đề bài cho gì ạ? Đề bài cho chiều dài dây là n bằng 30m, tiết diện S 0,3mm², tiết diện 0,3mm², hiệu điện thế là 220V, U bằng 220V, yêu cầu tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I bằng khoảng trống. Rồi, bắt đầu đi vào giải này. Để giải được bài toán này thì trước tiên các em muốn tính được y đúng không? Thì trước tiên các em phải tính được r. Thì người ta cho u rồi này. Ta áp dụng công thức y bằng u trên r. Thế nên là ta phải tính điện trở trước. Mà điện trở các em đang học là công thức là gì? Em ơi, ta có điện trở r sẽ bằng rho nhân l trên s, đúng không? Rho ở đây là dây nicro. Thì các em có thể tra bảng trong sách là trang 26 nhé. Bảng số 1 trang 26. Đây trang 26 đây. Các em sẽ tra đằng ra rho của nicrom là 1,1 x 10 mũ trừ 6 này. Đấy, các em nhớ cho thầy là 1,1 x 10 mũ trừ 6 nhé. Rồi mình sẽ quay sang đây. Thay vào ta sẽ tính ra được là đây là trước khi thay thì các em phải đổi ra đơn vị đã. Đổi hết ra đơn vị là mét và mét vuông. Thầy sẽ đổi S ở đây ra đơn vị mét vuông, nó chính ra 0,3 nhân 10 mũ trừ 6 mét vuông. Chưa? Rồi. Không ngoặc vào lại. Đây, vừa rho là bao nhiêu ấy nhỉ? 1,1 nhân 10 mũ trừ 6, đúng không? Nhân với 30 này là chia cho 0,3 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi các em bấm máy tính. 1,1 nhân 10 mũ trừ 6. 1 nhân 10 mũ trừ 6 nhân với 30 dưới mẫu là 0,3 nhân 10 mũ trừ 6, ta có số là 110 ohm. Đây ra 110 ohm. Đây máy tính hiển thị 110 ohm này. 110 ohm. Sau khi tính được điện trở 110 ohm rồi thì các em suy ra cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thôi. Ta có gì? Theo định luật ohm. Theo định luật ohm này, ôm thì ta có y bằng u chia cho r và thay vào đây bằng 220V chia cho 110V, 110 ohm, và bằng 220 chia 110 là ra bằng 2A. Đây, như vậy là đã xong bài thứ nhất. Bài nhất rất là đơn giản, rất là ngắn thôi. Bài thứ nhất đã xong rồi, mình chuyển qua luôn sang bài số 2. Bài số 2 bài số 2 là đọc đề bài. Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 bằng 7,5 ohm và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là 0,6 ampe. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U bằng 12V như sơ đồ hình 11.1. đây hình 11.1. Câu A người ta bảo là phải điều chỉnh biến trở của trị số R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Còn câu B là biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb bằng 30 ohm. Cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nickelin có tiết diện S bằng 1mm². Tính chiều dài n của dây dẫn dùng làm biến trở. Rồi trước khi làm thì các em vẽ lại cái mạch này vào trong vở nhé, giống như lần trước ấy. Các em vẽ lại cái mạch vào trong vở, vẽ lại. Ở đây có một cái nguồn này, đây sẽ vẽ lại. Đây là một cái nguồn điện. Đi vào một bóng đèn và một biến trở thôi đúng không? Ở đây bóng đèn và một biến trở.
như thế này. Đây. Xong. Đây là đèn này. Đây là mình chậm. Được chưa? Rồi. Rồi, vẽ mạch xong thì các em phải tóm tắt lại, tóm tắt. Tóm tắt. Ở đây đầy cho gì nào? Cho một bóng đèn khi sáng bình thường của điện trở R1 là 7,5 ohm. Vậy là điện trở R1 nó chính bằng giờ của đèn đấy, đúng không? Bóng đèn mà, bóng đèn sẽ là 7,5 ohm. Tiếp, người ta cho cường độ dòng điện chạy qua khi đó, nhớ là đây là khi sáng bình thường thì cường độ sẽ là 0,6 ampe. Vậy thì 0,6 ampe này chính là cường độ định mức của đèn. Các em ghi I, đây là I1, à I0, I bằng 0,6 ampe. Các em ghi đây là I định mức. I định mức thì các em hiểu là chính là cường độ dòng điện định mức, hay là gọi là cường độ dòng điện khi đèn sáng bình thường là bằng 0,6 ampe. Đã cho bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở mà chúng ta mắc vào hiệu thế U12V, cho U bằng 12V này. Rồi, yêu cầu câu A, tìm trị số của điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường. À, câu A, R2 bằng hỏi chấm để đèn sáng bình thường. Bình thường như thế này. Để viết tắt. Câu B là người ta cho sẵn biến trở là Rb bằng 30 ohm với cuộn dây được làm bằng hợp kim nickelin có tiết diện S bằng 1 mm², tính chiều dài của dây dẫn làm biến trở. Người ta cho Rb bằng 30 ohm này, tiết diện là bằng 1 mm². Người ta hỏi là suy ra chiều dài dây dẫn bằng bao nhiêu. Đây, thầy đã tóm tắt xong. Và bây giờ mình cùng đi sang làm bài. Dài này. Nào. Thì đầu tiên là câu A trước đi. Câu A là yêu cầu tìm R2 để đèn sáng bình thường. Mà đèn sáng bình thường tức là cường độ dòng điện chạy trong mạch sẽ phải chính bằng cường độ dòng điện định mức, đúng không? Mình sẽ làm như sau. Câu A, trước tiên ta có là gì? Ta có giờ tương đương đi. Giờ tương đương. Giờ tương đương ở đây mạch này gồm có bóng đèn và biến trở nhé. Vậy thì biến trở này cũng là điện trở mà bóng đèn ở đây sẽ cũng có điện trở. Vậy thì giờ tương đương ở đây gồm có, đây là bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở. Vậy thì giờ tương đương ở đây sẽ chính bằng giờ của đèn cộng giờ biến trở, hay là chính là giờ 1 cộng giờ 2. Câu A người ta cho giờ biến trở là giờ 2. Em sẽ ghi vào đây. Và bằng giờ biến trở người ta chưa cho, nhưng người ta cho giờ 1 rồi, nó 7,5 cộng giờ 2. Được chưa? Bây giờ lý luận ta có giờ tương đương rồi, ta có gì? Để đèn sáng bình thường. Câu A người ta yêu cầu đèn sáng bình thường mà. Để đèn sáng bình thường. Đúng không? Để đèn sáng bình thường. Thì gì? Thì Y lúc này, Y qua mạch lúc này chính là bằng Y định mức, hay là chính là bằng 0,6 ampe. Người ta cho Y định mức là Y bằng 0,6 ampe. Được chưa? Rồi. Vậy thì các em sẽ suy ra được là, mà ta ghi được có gì đây? Mà ta có Y qua mạch lại chính là bằng U chia cho giờ tương đương. Hay em suy ra là giờ tương đương lúc này sẽ bằng U chia cho Y của mạch. Hay em thay số là U người ta cho 12V, Y mạch là 0,6. Vậy tính cho thầy xem là giờ tương đương bao nhiêu. Đấy, 12 chia 0,6 là bằng 20 ohm. 20 ohm này. Mà giờ tương đương mình vừa tính ở trên đây là bằng 7,5 cộng giờ 2. Vậy các em suy ra là 7,5 cộng giờ 2 lúc này bằng 20. Suy ra giờ 2 lúc này sẽ bằng 12,5 ohm. Được chưa? Xong ý A nhé. Ý B đây. Yêu cầu người ta cho Rb bằng 30 ohm, tiết diện S bằng 1 mm², người ta hỏi là chiều dài dây dẫn làm điện trở là bao nhiêu.
thì người ta đã cho sẵn sb rồi đúng không, người ta cho sb rồi này, người ta cho s rồi này, bây giờ yêu cầu tìm l thôi bằng khoảng trống thì mình sẽ tính được dễ thôi. Đây người ta cho sb s, người ta yêu cầu tìm l thì tìm dễ thôi mà. Ta có là gì? Ta có sb chính bằng công thức rho nhân l trên s. Đây là công thức này học trong bài số 9, được chưa? Thì mình sẽ rút, mình muốn tìm chiều dài sợi dây, mình sẽ rút ra l sẽ bằng rb nhân s chia cho rho, đúng không? Mà rho ở đây là dây, đây là dây gì? Đề bài người ta cho dây gì? Đây là dây nickelin, đúng không? Mình đã tra bảng 26, bảng 1 trang 26, dây nickelin. Rho là 0,4 nhân 10 mũ 6. Thì các em thay số ra bên này, suy ra ở đây sẽ bằng, ở trên này là 30 này, nhân với chỗ này là s là 1 mm vuông thì các em đổi ra nhé. Thầy sẽ đổi ra đây, đổi 1 mm vuông bằng 10 mũ trừ 6 mét vuông. Chưa? Thì đây sẽ là 10 mũ trừ 6. Mình vừa lấy rho là bao nhiêu? Rho 126. Thầy xem lại là 0,4 nhân 10 mũ trừ 6 ấy. Các em ghi vào đây 0,4 nhân 10 mũ trừ 6. À, đến đây mình chỉ sử dụng máy tính thôi. Tính nha. 30 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho 0,4 nhân 10 mũ trừ 6. Bấm xem bằng bao nhiêu? Bằng 7,5. 7,5 đơn vị là mét. Rồi, để xong câu B. Nhưng mà trong sách giáo khoa người ta còn yêu cầu nữa là tìm một cách giải khác cho câu A. Vậy thì thầy sẽ giải cho em một cách giải khác câu A, cách 2 ở câu A nhé. Câu A, các câu A mình vừa tính là bằng mình tính giờ tương đương này, xong mình tính cũng tính giờ tương đương bằng cách là lấy u chia cho y của mạch, rồi lấy giờ tương đương trừ đi giờ 1 sẽ ra giờ 2, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thực tính lại câu A theo cách khác này. Nào, bây giờ để đèn sáng bình thường, đúng không? Bây giờ mình lý luận lại, để đèn sáng bình thường để đèn sáng bình thường tức là u của mạch y của mạch sẽ bằng y 1 và bằng y 2 là y qua biến chậm, y 2 là y qua biến chậm, còn y 1 là bằng y qua bóng đèn là 0,6 ampe. Rồi bây giờ các em, nếu mà bây giờ ta có được u 2 thì các em có tính được ra r 2 không, bằng cách là lấy u 2 chia cho y 2 sẽ ra r 2. Vậy thì thầy sẽ tính u 2 bằng cách là thầy sẽ tính u 1 trước. U 1 sẽ bằng y 1 nhân r 1 và bằng 0,6 nhân với 7,5. Và các em tính ra cho thầy là 0,6 nhân 7,5 bằng 4,5 V. Mà đây là mạch 2, mạch như thế nào? Mạch điện trở nối tiếp với bóng đèn. Vậy thì U2 ở đây nó sẽ bằng U toàn mạch trừ đi U của bóng đèn, đúng không? Đây nối tiếp ta có mà U2 cộng U1 lại bằng U, suy ra U2 bằng U trừ đi U1 và bằng 12 trừ đi 4,5 là bằng 7,5 V. Các em áp dụng từ chỗ áp dụng 0,6 với 7,5 rồi tính cho thầy. Lúc này suy ra là cả giờ 2 lúc này sẽ bằng U2 chia cho Y2 bằng, thay số vào đây là U2 là 7,5 chia cho Y2 là 0,6 đây. 0,6 sẽ bằng 7,5 chia 0,6 tính ra là 12,5 bằng 12,5 ohm. Vậy thì nó cũng ra kết quả là 12,5, giống hệt như cách đầu tiên là ra 12,5 ở đây, đúng chưa? Rồi như vậy là với hai cách thì đều ra 12,5. Ok, như vậy là thầy giải quyết xong bài số 2. Giờ mình chuyển sang bài số 3 luôn. À, bài số 3 đây. Đọc đề bài. Một bóng đèn có điện trở R1 bằng 600 ohm được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 bằng 900 ohm và hiện thế UMN bằng 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M
tới A và từ N tới B là dây đồng có chiều dài tổng cộng là N bằng 200m và có tiếp diện S bằng 0,2mm². Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B. Câu A nhỏ, tính điện trở của đoạn MN. Câu B nhỏ, tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn. Bài 3. Các em vẽ lại bài kèm vào sách nhé. Vào. Ở đây có một bóng đèn này. Đây có một bóng đèn. Nối vào đây. Thế này. Đây là nguồn điện dương M. Đây là N. Âm. Đúng không? Đây là đầu A này. Đây là đầu B. Đây là bóng đèn 1 thì có điện trở S1, bóng đèn 2 điện trở S2. Đây là tóm tắt lại cái bài đó. Cho nó nhìn cho nó dễ. Tóm tắt. Bóng đèn có điện trở S1 bằng 600 ohm. R1 bằng 600 ohm. R2 bằng 900 ohm. UMN bằng 220V. UMN bằng 220V. Dây nối từ A, M tới A và từ N tới B là dây đồng có chiều dài tổng cộng N bằng 200m. N bằng 200m. Đúng không? Ở đây chính là bằng N1 cộng N2. Hay là chính là bằng N, ghi là N1 cộng N2 đi. Chưa? N1 là từ M cho đến A. N1 là từ M cho đến A này. Còn N2 là từ N cho đến B. Không, người ta bảo không tính các đoạn từ bóng đèn cho đến A nhé. Các đoạn này nữa, người ta không tính. Cũng không tính các đoạn này, ngắn này. Đây, đoạn này người ta không tính. Chỉ tính đoạn này thôi. Chỉ tính đoạn trở này thôi. Đây người ta có một câu bỏ qua điện trở của dây nối đấy. Người ta cho tiết diện nữa. Tiết diện là 0,2mm². 2mm². Thầy sẽ đổi luôn sang mét vuông. Tiết diện là 0,2mm², đổi sang luôn sang mét vuông. 0,2 nhân 10 mũ trừ 6 mét vuông. Rồi, yêu cầu hỏi. A nhỏ. Tính điện trở của đoạn mạch MN, nghĩa là tính RMN đúng không? RMN bằng hoặc chấm. Hay ở đây chính là giờ tương đương đấy. Câu B. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn, nghĩa là tính U1 bằng hoặc chấm, U2 bằng hoặc chấm. Đây. Rồi yêu cầu bây giờ tính ra. Rồi, nào. Bây giờ ta có là gì? Tính giờ tương đương đúng không? Bây giờ cần tính giờ tương đương. Và đây ta có mạch gồm có hai bóng đèn song song. Đây là hai bóng đèn song song tương với R1 song song R2. Và các em cũng phải tính ra điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B nhé. Thì sau khi tính được hai bóng đèn song song, ở đây em tính cho thầy hai bóng đèn song song thì tính được giờ tương đương giữa hai bóng đèn đấy nhá. Bây giờ ta tính ta có R1 song song với R2. Thế ta suy ra là R1 2 và giờ tương đương của bóng đèn 1 và bóng đèn 2 sẽ bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2 thay số vào là bằng nhiêu đây? 600 nhân 900 chia 600 cộng 900 và bằng, các em bấm biểu tính nhé, 600 nhân 900 100 cộng 900 360 ohm. Đây giờ cả đoạn mạch 1,2 là 360 ohm. Rồi bây giờ người ta mắc vào đoạn MA với đoạn NB này này, thì giữa hai đoạn này mình cũng sẽ có điện trở nhá. Và khi đó mắc như thế này, mắc tiếp vào hai đoạn MA và NB thì lúc này sẽ là mắc nối tiếp. Vậy thì lúc này giờ tương đương nó sẽ chính là bằng giờ của dây nối chính là hai đoạn MA và NB cộng với giờ 1,2 tính rồi. Bây giờ cần tính giờ dây nối, mà ta có là gì? Ta có giờ dây nối bằng giờ 1 cộng giờ 2, giờ 1 giờ 2, mà giờ AM cộng giờ NB. Đây, chỗ này phải, chỗ này với lại thầy không thể ký hiệu N1 N2 được, sợ các em nhầm sang
ảnh hưởng đến thằng giờ 1 và giờ 2. Được chưa? Đây, bỏ đoạn này đi. Bây giờ đoạn này sẽ bằng MA cộng MB. Đấy, ghi như này cho dễ hiểu. Rồi, bây giờ con tính thì giờ AM với giờ NB thì đoạn thì các em sẽ tính ra lần lượt bằng luôn đoạn giờ đây nối luôn, thì mà công thức là gì? Rho nhân N trên S, chỉ cần tính một công thức này thôi. L là L chung luôn, tổng hai này luôn. Đây là dây đồng đúng không? Dây đồng. Và các em lại tra bảng 126 dây đồng là 1,7 nhân 10 mũ trừ 8. Các em lấy rho là 1,7 nhân 10 mũ 8, 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 nhân với chiều dài dây là 200m. Tiết diện 0,2 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi, tính ra bằng 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 nhân với 200 chia 0,2 nhân 10 mũ trừ 6 17. Vậy giờ dây nối chỉ là 17 ôm thôi. Kết hợp từ đây ta có là gì? 1 và 2. Từ 1 và 2 thì ta suy ra là giờ tương đương lúc này bằng 360 cộng 17 là bằng bao nhiêu? 377 ohm đúng không? Rồi bây giờ mình chuyển sang câu B. Câu B này, tính theo thế đặt vào hai đầu mỗi đèn. Các em nhìn hình ở đây ta có là giờ 1 song song là 2, đèn 1 song song đèn 2. Nên ta suy ra là U1 sẽ bằng U2 đúng không? Bây giờ ta chỉ cần tính một U thôi thì sẽ biết được U kia. Rồi, thế bây giờ để tính U đấy thì thầy sẽ tính Y qua mạch chính. Y qua mạch lúc này sẽ bằng UMN chia giờ tương đương và bằng UMN các em được cho là bằng 220V chia cho giờ tương đương là 377 đúng không? Và sẽ bằng, các em bấm máy tính cho thầy, 220 chia 377 bằng 0,583 ampere. Thì y dòng y qua mạch lúc này chính là y qua cả hai đèn này luôn, không phải y qua cả hai đèn mà y qua bộ đèn này đúng không? Y qua mạch chính, đây là y qua mạch chính này, dòng điện này nó sẽ đi qua cả bộ đèn này, tức là y qua mạch sẽ bằng y 12 mà giờ 1 song song giờ 2, ta suy ra là U1 bằng U2 chia bằng U12 và sẽ bằng luôn ở đây bằng Y12 nhân giờ 12. Các em thay số 3 là bằng 0,583 nhân với giờ 12 các em vừa tính ở bên kia là 360 đúng không? Và em thay số vào đây tính cho thầy là 0,583 nhân 360 là ra bao nhiêu đây? 209,88 209,88. Các em có thể lấy xấp xỉ là 210V nhé. Đây là volt. Được chưa? Là 210V. Đây là cách thứ nhất vì câu B và đây yêu cầu giải bằng hai cách. Rồi, thầy sẽ trình bày theo cách thứ hai. Cách thứ hai như sau. Vì dây nối từ M tới A và N tới B coi như một điện trở, như một điện trở tổng cộng, điện trở tổng cộng bên ngoài là giờ dây nối, dây nối mắc nối tiếp tiếp với bộ đèn. Bộ đèn này gồm có hai đèn. Tức là gì? Tức là vừa nãy chính là giờ dây nối chính là nối tiếp với giờ 12 đấy. Vậy thì ta suy ra được biểu thức là U dây nối. Lúc này sẽ cho U12 sẽ bằng giờ dây nối. Mình sẽ có hình thức giờ dây nối. Nối tiếp thì y bằng nhau mà, nên ta suy ra được là U sẽ tỷ lệ thuận với R chia cho giờ 12 như này. Và ta sẽ suy ra được là U dây nối
bằng 17 phần 360. Giờ dây nối là 17 giờ 12 là 360, xong mình nhân U12 lên đây sẽ là nhân với U12, chưa? Như thế này. Rồi, thế chỗ này sẽ chỉ bằng 17 phần 360. Đấy, thì giờ U dây sẽ bằng 17 phần 360 U12. Thì U12 chính là bằng U1 bằng U2, đúng không? Và ngược ra, người ta gọi là vì giờ 1 song song, giờ 2 suy ra U12 sẽ bằng U1 và bằng U2. Mà ta lại có gì? Mà U dây lại sẽ bằng U dây cộng với U12 bằng UMN. Tại vì dây nối tiếp với hai đèn 12 nó sẽ bằng tổng U luôn. Tới ta thay vào ta có 17 phần 360 lần U12 cộng U12 sẽ bằng, theo U dây bằng 17 phần 360 ở đây nhá, và U12 cộng với U12 hạ xuống sẽ bằng UMN. Thay số tương đương với là 17 cộng 360, các em cộng lại cho thầy là ra 377 phần 360 U12 bằng UMN, đúng không? Vậy là suy ra là U12 chia bằng U1 bằng U2 và bằng UMN chia cho 377 phần 360 và sẽ bằng ở trên là 220 phần 377 chia 360 và bấm số tính ra đây phần này. 220 chia cho 377 phần 360 ra 210,07, cũng ra xấp xỉ 210V, xấp xỉ 210V, đúng không? Đây, vậy ở trong hai cách đều ra 210V. Như vậy thầy đã hoàn thành bài số 3 cho các em. Vậy là đã hết bài rồi. Thì thầy xin kết thúc bài hôm nay của chúng ta tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.